14 câu nói vận vào ai cũng đúng. 1. Khi chúng ta tặng hoa cho người khác, người ngửi hương hoa đầu tiên chính là chúng ta. Khi chúng ta ném bùn vào người khác, người vấy bẩn đầu tiên cũng chính là chúng ta. 2. Con người thường xuyên nhìn lên trên sẽ cao lớn hơn. Thường xuyên cúi đầu nhặt nhạnh lợi ích vặt vãnh sẽ khiến lưng bị gù xuống, thấp kém đi. 3. Chỉ cần chân còn chạm đất thì đừng quá xem nhẹ bản thân. Chỉ cần còn sống trên trái đất thì đừng quá xem trọng bản thân. 4. Nếu mang mặt nạ quá lâu, nó sẽ bám chặt lấy khuôn mặt bạn, muốn tháo xuống không thể không lột từng thứ ra. 5. Khi chúng ta dùng một ngón tay chỉ người khác, đừng quên sẽ có 3 ngón tay còn lại đang chĩa vào chính mình. 6. Nghỉ ngơi là để đi được quãng đường dài hơn. Có cho đi thì mới nhận lại, có buông bỏ mới gạt được muộn phiền, có quên đi tâm mới thanh tịnh, có bao dung mới có được lòng người. 7. Cho đi cũng là một nghệ thuật. Tặng một nắm gạo là ân nhân, tặng một đấu gạo lại là kẻ thù. Vì vậy hãy nhớ nguyên tắc, trao cần câu chứ đừng cho cá. 8. Bạn đối xử với người khác như thế nào, người khác sẽ đối xử lại với bạn như vậy. Đây là định luật vàng, người khác đối xử với bạn ra sao, bạn sẽ đối xử với người khác như thế. Đây là quy tắc bạch kim. 9. Bạn là căn nguyên của tất cả, kết quả của hôm nay là do bạn đặt hàng với vũ trụ mà có. 10. Cảm ơn những người đã từng giúp đỡ bạn, bởi họ cho bạn cảm nhận được tình yêu và sự tín nhiệm. Cảm ơn cả những người làm hại bạn, bởi nhờ có họ mà bạn trưởng thành hơn và biết cách đánh giá nhìn nhận con người. 11. Hãy bắt đầu làm từ những việc nhỏ, cẩn trọng tỉ mỉ. Nhiều khi những điều nhỏ nhặt là yếu tố quyết định thành bại. Thế giới có rất nhiều dẫn chứng, chứng minh tiểu tiết xử lý không tốt sẽ gây ảnh hưởng tới những việc lớn. Những người không hoàn thành được việc nhỏ thì cũng không thể làm được việc lớn. 12. Sống và làm việc cần có quan niệm thời gian, không quan trọng chữ tín, trễ hẹn là thói quen rất xấu. Những người không có quan niệm về thời gian không chỉ lãng phí thời gian của bản thân mà còn cả thời gian của người khác. Trong thời đại kinh tế tri thức ngày nay, thời gian chính là tiền bạc, trễ hẹn là tự hủy hoại chính mình. 13. Hãy sống cho có trách nhiệm. Sống có trách nhiệm, dám chịu trách nhiệm mới được mọi người công nhận. Phàm những người khi gặp chuyện thì trốn tránh, đẩy khó khăn cho người khác, còn thành tích thì nhận về mình, cướp công, thích thể hiện bản thân, sẽ không bao giờ nhận được sự tôn trọng của mọi người. 14. Cần biết đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ. Nếu bạn là ông chủ, là lãnh đạo của cơ quan đơn vị, bạn nên thay đổi góc độ suy nghĩ vấn đề, tưởng tượng. Nếu bạn là một nhân viên bình thường, bạn sẽ làm những gì? Những điều bản thân không muốn làm cũng đừng ép buộc người khác chấp nhận. Đừng chỉ quan tâm bạn nhận được bao nhiêu tiền mà hãy xem bạn cống hiến được bao nhiêu. Những người biết đặt mình vào vị trí mọi người luôn có tâm thái lạc quan tiến bộ. Một lãnh đạo cho dù không làm tốt công việc cũng sẽ không bao giờ oán đời trách đất mà sẽ đoàn kết những người xung quanh, tập hợp trí tuệ của mọi người cùng phấn đấu hoàn thành tốt công việc. Những người như vậy nhất định sẽ là những vị lãnh đạo xuất sắc. Các bạn thấy những câu nói trên có đúng không ạ? Mọi người hãy comment xuống phía dưới nhé.